Kính chào quý vị, tôi là bác sĩ Nguyễn Thanh Tùng, giáo sư bộ y khoa thuộc trường Đại học California ở San Francisco. Ở Mỹ, có gần 47 triệu người dân không có bảo hiểm, bao gồm một trong sáu người dân Á Đông và một trong bốn người dân bản xứ Hawaii và đảo Thái Bình Dương. Trong ba năm nay, đạo luật cải tổ y tế đã bồi đắp những phần hữu hiệu trong hệ thống sức khỏe của chúng ta và sửa những khuyết điểm bằng cách tập trung vào bốn phần chính theo đó là thứ nhất thiết lập các quy tắc hướng dẫn cho các công ty bảo hiểm để chúng ta an tâm là mình sẽ có bảo hiểm vào lúc cần thiết thứ nhì cho người tiêu thụ có quyền quyết định nhiều hơn về chi tiêu sức khỏe thứ ba củng cố chương trình medicare để bảo đảm chương trình này còn tồn tại cho các thế hệ tương lai và cuối cùng bảo đảm chúng ta có nhiều lựa chọn hơn về bảo hiểm sức khỏe và khả năng tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe trong cộng đồng. Và kể từ ngày 1 tháng 10 năm 2013, quý vị có thể vào trang mạng của thị trường bảo hiểm sức khỏe, tức là Health Insurance Marketplace tại trang mạng healthcare.gov để mua bảo hiểm từ các chương trình bảo hiểm tư nhân phù hợp. Nếu tiểu bang của quý vị có thị trường bảo hiểm riêng thì trang mạng healthcare.gov sẽ hướng dẫn quý vị đến đúng nơi. Thị trường này bảo đảm rằng những người dân, thương nghiệp nhỏ và gia đình nào tự mua bảo hiểm có thể mua và so sánh các chương trình bảo hiểm bằng cách khuyến khích đồng dạng đối với các chương trình bảo hiểm và bảo vệ người mua bằng cách bảo đảm các chương trình sẽ cung cấp các món và dịch vụ chính. Để biết thêm chi tiết về thị trường sức khỏe bảo hiểm và các vấn đề sức khỏe quan trọng khác, xin vào trang mạng healthcare.gov. Xin quý vị giúp phổ biến tin này để 2 triệu người dân Á Đông và đảo Thái Bình Dương hiện thời không có bảo hiểm có thể có được. Nếu quý vị muốn nói chuyện với một nhân viên thì xin gọi đến số 18003182596 318 2596 24 trên 24, 7 ngày một tuần. Quý vị có thể nghe thông tin qua điện thoại bằng nhiều ngôn ngữ bao gồm tiếng Việt, Trung Hoa, Ấn Độ, Đại Hàn và tiếng Phi.